Rồi, xin chào anh em chú bác gần xa nha. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay mình làm clip bán dụng cụ đồ nghề cho tất cả mọi người nữa nha. Chung mỗi ngày mình mỗi bán cho nên mỗi sản phẩm mình bài trí không có được nhiều nha mọi người. Cho nên quay mình hơi mất thời gian một tí, mình sẽ quay video kỹ càng nhất cho anh em có thể, anh em chú bác có thể là mình xem sản phẩm nó kỹ càng nhất, kỹ càng và những cái lỗi vặt nó có thể anh em thấy, anh em chú bác mình thấy không nha. Rồi ai mua hàng xin liên hệ qua số điện thoại trên màn hình hoặc là nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình nha. Rồi anh em mua hàng lần đầu tiên bắt buộc là mình phải cọc một cái thẻ cho mình, thẻ vận chuyển cho mình nha. Và muốn giữ hàng thì mình giữ cho được 3 hôm là 3 clip. Rồi mình sẽ tất cả mình sẽ ship hàng. Dạ, hôm qua hôm nay là bên ở nơi mình là nó có dự theo, nó bên dự vận chuyển dự theo nó có làm bù, thì hôm nay những hàng ngày hôm qua mình đã ship hết cho anh em nha, thể sang từng mà tất cả mọi người, anh em nào đã đặt hàng thì có thể nhận. Rồi giá cả mình báo lên đây là mình chưa có báo phí ship nha anh em, kể cả chuyển khoản chung giá trị thì nó cũng không có lớn, anh em nào chuyển khoản được thì tốt, nó có đỡ tiền phí thu hộ thôi. Ví dụ có 150 200, anh chuyển khoản đúng 200 là anh phải trả tiền ship nha. Rồi mình cũng nhắc lại là anh em mua hàng đơn hàng từ 300.000 chuyển khoản mình bao ship nha. Rồi đi vào mã hàng đầu tiên là mã không số ha, bán cho anh em hai cái cần tự động này. Một này của thằng rồi một là của thằng này, anh em xem nha, này hàng nội địa nha, này của nào của Katase ha, 110 một chìa khóa 10 và 18 ha. Đây 110 18 Katase nha. Rồi một bên là 8 là ở đây nha, và 10 là cái vòng này đây, còn khá đấy, khá nói chung là cũ nhưng mà còn khá chắc chắn nha anh em. Đây nó có trầy xước 1 2 chỗ nha, nó rách là nó rách cái lớp nhựa ở ngoài nha mọi người, không ảnh hưởng gì cái phần đây nha. Chung cây này còn khá tốt nha, này nó không đảo chiều là anh em lật lại là đảo chiều nha, siết vào, ví dụ siết vào anh em vậy, anh em đảo chiều lại là nó sẽ mở ra nha. Rồi cây 8 10, cây thứ nhất của Katase ha, không số nha. Cây thứ hai 11 13, cái này nó hàng mình không phải hàng nội địa nha mọi người, này là hàng nước khác nó xuất qua Nhật thôi nhưng mà chất lượng cũng tốt nha. Đây răng cỏ nó còn khá tốt nha, đây là 2 chiều, đây 2 chiều nha. Còn khá tốt. Rồi hai cây này với giá mình bán với giá 200.000 chưa phí ship nha. Mã không số nha, hai cây cờ lê. 200.000 nha, 8 10 11 13. Rồi, anh em có thể sưu tập thêm ha. Anh em có thể sưu tầm thêm. Rồi tiếp theo bán anh em ba cây tô vít này mới. Mới nha. Bắt cây này. Để mình dán giá. Rồi tiếp tục nha mọi người. Rồi, nói chung là cặp tô vít này hôm qua mình có bán rồi ha. Hôm nay mình kết hợp lại cho anh em có thể mà mình nghĩ anh em nào yêu thích cái hàng mới thì đây mình có nha. Đây, hai cây tô vít nhỏ, 1 trừ 1 cộng nha. Của Katase hết nha anh em, cộng đây trừ đây ha. Chúng cái này là hôm qua nhưng mình có bán rồi thôi, cũng phải đo lại. Tổng chiều dài hơn 16 nha anh em, mỗi cây hơn 16. Cái này là nó được 75 nè, mũi vít được 75 ha. Này nó mới mà nó dính dơ nha, mình không có chùi rửa nha mọi người. Đây cái tay nắm nó bằng tay cầm này nó bằng cái lớp nhựa mềm,
cầm để im im tay nghe mọi người. Rồi tiếp theo cây tu vít lớn cũng của KTC đầu trừ 6 ha, còn mới nha. Đó, mã số 0 200.000 ba cây ha, mới nha mọi người. Tổng thể chiều dài này 22. Rồi 200.000 mã đầu tiên số 0 chưa phí ship nha. Rồi tiếp tục mã kế tiếp nha mọi người, mã số 1 ba cây này, hai cây lấy dấu và một cây đục ha. Đây là này, bên nước người ta nó quấn lại để nó cầm im tay nó sử dụng nha mọi người. Rồi dục bãi hay lâu anh em có thể thấy xét nha, nhưng mà không ảnh hưởng nhiều nha, không bị gì nhiều nha. Đây tình trạng nó còn khoảng đó, đầu này nó có đóng xài lướt thôi, tình trạng thì cũng còn khá đẹp nha. Một cây này nữa đó, một lớn một nhỏ và một cây đục. Cây đục này nó có sử dụng lướt, mình cho thợ nhà mài lại nha mọi người, cho anh em về sử dụng luôn đây nha. 13 x 150 ha, check mát nha, có sử dụng này nha. Đó rồi, hai cây này mình đo chiều dài cho anh em xem nha. Cái cây này nó lớn hơn mấy cây mình bán hàng cặp 100 nha anh em. Anh em đừng nhiều khi nói hôm bước bán 100 nay bán đủ thứ giá, nói chung là giá cả là mình mỗi cây nó mỗi khác, mình sẽ bán giá cả nó khác nhau. Thằng này tổng dài 12,5 nè nha, một cái lấy dấu nhỏ. Tiếp theo cái dấu lớn là 16 ha, là tổng 16 nha, gần 16. Đó, ba cây này mã số 1 160.000 chưa phí ship nha mọi người. Trong giá mình báo chưa phí ship nha, anh em cố ý nghe giùm mình. Anh em mua dù anh em có thể mua 2-3 mã hàng 300.000 đổ lên, mình sẽ bao ship cho mọi người nha, chuyển khoản nha. Trong đây mà nhiều khi ít có giá trị những cái món hàng nào trên 300, nhưng có như mình cũng chút cái đó mình nói sao nha mọi người, để anh em nhiều khi nó hiểu. Rồi 300.000 có mã hàng là lâu lâu nó có được mã hàng hơn 300.000 thôi. Rồi tiếp theo là 2A cũng là kiềm cộng lực mini 140 ha, chung dụng cụ đồ nghề thì mỗi ngày nó có thể nó khác chút đỉnh, nhiều khi hàng quá tùy theo bãi nó về nó được cái gì. Dù này để thích hợp cho anh em đi làm việc kiếm tiền thôi ha. Dù anh em sưu tầm thì là những cái khác thì nó có lâu lâu nó có một hai món thôi, chứ nó không có như đồ độc đó. Nó cũng không có thường xuyên đâu mọi người, đồ bãi mà. Kìm cộng lực MCC ha. Đó, cây này ngoại hình thì còn khá thôi, không mẻ không gì hết, MCC nha, da băng. Này cái móc mà mình cho thợ nhà mấy cái cây nó cũng chế lại nha mọi người. Đó, nói chung cây này anh em nào chế cũng được, lấy cái inox là làm cái móc lại thôi, bãi nó về mình không có móc đó, thế là móc được thôi mọi người, đơn giản. Rồi mình test thử cho mọi người xem nha, răng không mẻ nha, trong ngoài hình này khá. Đứt nha, chung này nó có cắt nha, mà sao mình không nghe nó cóc nha mọi người. Dù nó không nghe bọc nhưng mà cắt vẫn đứt nha, không hở luôn á, em không thấy độ hở nha, nó không có độ hở nha. Đó, mình phải lắc cái nó đứt mới đứt, nhưng mà bản chất nó đứt rồi mọi người, không có mẻ không hở không gì luôn. Cây này cũng còn khá cứng cáp nha. Rồi 140.000 chưa phí ship 2A. Rồi có hai cây nha, chung cây này là 187, cây này mình để dùng mà thôi, nhiều quá mình đem ra nay mình lôi ra mình bán nha mọi người. Đó anh em xem ngoại hình ha, chung cây này còn mới khoảng 90% mọi người, không rơ ít, không rơ rác ra trong chỗ nào nha mọi người. Đây nè, lớp sơn nó phủ sơn ngoài vẫn còn luôn nha, cây này khá đẹp nè,
của MCC ha. Chúng có hai cây để cho anh em lựa chọn em, một cũ một mới. Rồi mình test luôn nha. Cái cán nó dơ mình chưa chà rửa kỹ nghe anh em, nó không không tróc, không không trầy xước nha. Này anh em kỹ về chà rửa lại nha. Đây. Cái này làm cắt ngọt nè, làm bọc bọc. Đó. Cái cây kia thì 54 nó cũng cắt dẫn đứt nha anh em. Đó. Tiền nào của nấy mọi người. Cây này 170.000. Rồi 2B 170 nha, chưa phí ship. Rồi có hai cây. Tiếp theo. Bán cho anh em cũng lại tôi ít. Đây là cũng một số khách hàng đặt bỏ quên thôi. Hai còn hai cây tôi ít lùng nha, một trừ một cộng. Chung hàng khách đã quên cũng khá nhiều, nhiều khi như đây có hợp bán có 55.000 đặt đây rồi quên luôn. Dục lại lâu lâu mình lôi lại cũng cũng rất là nhiều nha mọi người. Hai cái vít lùng, hai cái vít lùng ha, một cộng một trừ. Máy in ra băng nằm trong nha. Nó có dục bãi, nó hơi trầy xước mà vỏ ngoài một chút nha mọi người. Đây là mình bán cho anh em một bộ nha. Hai cái này nữa, Katase một cộng một trừ nhỏ nha. Đó, này nó dục nó hơi dính cái chất gì nha mọi người, nhưng mà còn mới chưa sử dụng nha. Y như mã số 0 nha mọi người. Và một cây này dài hơn nữa, cũng chưa dùng nha, cũng của Katase 420 trừ ha. Này phải 4 tắt 2 nha mọi người. Ủa này nó có hai tắt chính. Đây mỗi vít tới cán 22 tấc ha. Sao đây là 420 là gì? Trừ 420. Chung mã hiệu gì nó mình không hiểu ha. Rồi, bộ này mã số 3 220.000, chưa phí ship nha. Nói chung bây giờ còn có một bộ duy nhất mình kết hợp lại mình bán cho anh em nha, không có bộ thứ hai. Dùng những cây tư vít nhỏ nhỏ linh tinh thì còn thôi. Rồi mã số 3 220.000, chưa phí ship 5 cây tư vít ha. Chung bộ này là còn rất mới không nha mọi người, đa số còn rất mới, toàn là chưa sử dụng không nghe, nó quăng bại đó. Mấy cái hàng này anh em vào siêu thị mua là cục cầm 200.000 chỉ mua được một hai cây thôi, hai ba cây đổ lại thôi, không nhiều đâu, cũng như nó tồn kho nó đem nó quăng ra ngoài thị trường mọi người, chứ không phải mà hàng ấy đâu nha, không phải hàng chợ mà mua, cũng hàng chợ anh em mua cũng phải 20-30.000 một cây như thế mới. Rồi tiếp theo anh bán cho anh em hai cây này. Nói chung những cây này là dễ cho anh em là sửa chữa ô tô ha. Như cây này để dành cho bên mở bên cái gì bên ô tô, mở bô hay gì. Hai cây này 200.000. Đây anh em xem nó hiệu nha. Để mình đo để kỹ cho anh em xem nó kỹ càng hơn nha. Thì từ đây tới đây là nó được là 6 phân, tới trong đây là 6 phân rưỡi ha. Rồi tổng chiều dài nó là 22. Rồi nha, cái này khá dày nha mọi người, khoảng 5 ly nha. Tiếp theo cờ lê này, cờ lê này bán nhiều rồi ha, 23-32. Hàng này cũng hàng gửi nè. Cuối cùng giờ mình phải bán lại nha mọi người. À đúng rồi, nhớ cái ông này rồi. Ông này là hôm nay ông quỷ một đơn hàng mình ở ngoài Hà Nội. Ổng mua giùm, ổng đặt giùm. Rồi cuối cùng là ổng hàng ra tới ngoài, cuối cùng hàng ra tới ngoài ổng ổng nói ổng đặt giùm giờ ông kia không lấy, ổng lấy luôn, ổng trả hàng mình. Có hai cây hai kỳ mẫu quà mình bán cho ổng 250 thì vậy. Mới nhận tin hồi chiều. 250 ra ngoài thì ship đi về hết gần 100.000 mọi người. Ngay cái số điện thoại này luôn. Không còn gửi hàng mình nữa mà bởi lâu lâu mình lôi lại nè. Cái này hơn 10 bữa rồi mọi người thấy. Đặt cho vui được chơi thôi. Rồi 2332 nha, hai cây này 200.000.
chung mà quay qua lợi cũng hết tháng rồi, nay là mùng 1 đầu tháng. Ngày mai mấy đại thiên đại thánh ăn gì em cúng cho nha, để cho em làm ăn chút. Rồi mấy đại thánh này có xem chơi cho vui thôi nha, đừng có bơm hàng mình nha, muốn gì thì nói nha. Rồi tiếp theo, rồi, bán cho anh em cái kéo cắt ton này để mình lấy ton. Rồi tiếp tục bán cho anh em cái kéo này nha, cái kéo này kéo ton này nó có vỏ luôn nha, 170.000 anh em từ từ nha. Đây kéo Nhật luôn nha, nhưng mà này nó có, nó để lâu nó bị nổ hay sao mọi người, mình cho thợ mài lại nha. Đây. Đó, nó dục hơi lâu là nó bị nổ, có cán cầm im tay luôn nha. Mình cắt miếng ton này cũng cũng khá dày nha mọi người, ton này cực. Đây mài là một phát một bé ngót nha. Đó, 170.000 nha, chưa phí ship. Rồi ui trời, mã số 5 nha, 170.000. Đó chiều dài chứ. Cây này nó khá cứng cáp nha mọi người. Tổng chiều dài nó 25 ha. Em mình mài lại mình bán cho anh em 170 thôi nha. Cái này nó cũng khá dày nha mọi người, nghe khoảng 5 ly á. 6 ly ha. Đó, dày khoảng 6 ly nha. Đây gần cả phân luôn nha mọi người. Cây này là rất nặng. Cây này 4 lạng nha. Cây này nặng hơn mấy cây mình bán nhiều. Rồi anh em xem có phù hợp không nha. Rồi tiếp theo một cây kéo cắt cành. Kéo này kéo đúc nha mọi người, nhưng mà nó không có đóng chữ Nhật lên nha. Nhưng mà cái thép anh em có thể nhìn là thấy biết cái hàng nội địa này nha. Thép đúc từ trên dưới nha. Đây. Cái này cũng khá dày. Này mình nói chung là nó cắt nó cũng có nhâm, mình sẽ dùng những cái dũa cho thợ mài lại nha. Mài ra rất bén nha mọi người. Chung còn khá đẹp cái cây này. Đây. Cây này thì nó dài, tổng thể nó dài là khoảng 20 ha. Rồi, test luôn nha, cho anh em xem nha. Cây này cây này cái nhánh mai, cây này cũng khá cứng nha mọi người, không phải mềm đâu. Bằng nói chung khoảng 5 6 ly thôi. Không được lớn nha. Mình không có cây lớn. Đó. Chung những cây này anh em nhìn từ con phá, có chung những con này cái thép anh em nhìn là cũng có thể là anh em tự đánh giá luôn nha, chứ mình thì nói chung mình cái chất thép thì mình đánh giá là hàng thép nội địa nha, thép đen. Rất tiếc là nó không có đóng chữ Nhật đây trên đây thôi. Cây này cũng chung là nó cũng còn rất đẹp, đúc luôn nha mọi người, nó không có nói chỗ nào nha, này là thép đúc luôn nha. Đó, cây thép đúc nha. Đây thiết kế nó cũng giống như những cây kia. Rồi mã số 6 300.000 ha, chưa phí ship nha. Rồi mình nói là cái cây này là như có giá trị như là từ 300.000 thôi, mình nói là chưa có phí ship luôn nha anh em. Anh em những chuyển khoản 300 là mình phải trả phí ship nha. Dù anh em mua những cái món linh tinh trăm mấy cộng lại mới 300.000 mình mới bao ship nha. Rồi đấy, thì anh em mua 300 chỉ mình 300, cái nó chuyển khoản mình bao ship. Chung mình cũng phải cũng nói rõ hơn để cho anh em hiểu, nhiều khi nhiều người cũng vẫn không hiểu. Rồi tiếp theo còn lại duy nhất một cặp kiềm phe này ha, 260.000.
một trong một ngoài ha. Cái đỏ này nó ngắn hơn nha mọi người, có thể chỉnh cử được nè, anh em có thể chỉnh cử được nha. Đó, chúng anh em mình muốn mua cái nào thì mình không mua cái nào thì mình có thể mình tua qua mình xem nha, còn không mình cần mình muốn mua cái nào muốn mua thì mình cố gắng xem kỹ và đưa ra quyết định mua hàng ha. Cái này nó gần 16 nha anh em, chiều dài nó gần 16 15 rưỡi. Chung cái để mỗi clip phải giới thiệu lại để nhiều những anh em sau người ta không biết. Cái này nó 21 ha. Rồi, đây em tình trạng nó cũng còn khá tốt nha. Rồi 260.000 chưa phí ship nha. Rồi tiếp theo nữa, rồi còn lại là cũng lại một số đơn hàng là quỷ nằm đặt rồi quỷ gửi rồi quỷ suốt luôn, cuối cùng lôi ra một lần lôi ra cũng khá nhiều. Nay mình kết hợp lại mình bán cho anh em với một lưỡi cưa răng nhuyễn và một cây cưa răng to nha. Đây nè, cây này hở mình bán 170.000 25 tháng nay bực quá, nay bên mà bán lại thiết kế nó còn cái vỏ luôn như thế này nha mọi người, hai cây luôn, bị hồi hai cây luôn. Đây này nó sáng bóng luôn nha mọi người, này nó như có sử dụng lướt thôi nhưng mà răng còn rất bén nha. Đó, cái này là anh em có thể đúc cái cán vô nè để mình cưa nha, cái này mình có thể điều chỉnh được, điều chỉnh những con ốc này để chỉnh nó, dù nó gấp lại nó nghiêng một chút hay sao. Cái này hở mình có test rồi, đây nè, có 3 cái lỗ ốc để anh em có thể chỉnh nghiêng độ nghiêng của cái cưa để mình cưa cho nó thích hợp ha. Còn đây là mình có thể mình làm cái cán mình nhét vào đây, đây nè, nó có chỉ dẫn cho mình nè mọi người. Đó, rồi một cái cưa này đó nằm trong bịch như thế này và một cái lưỡi cưa nhuyễn, anh em về làm cán ha. Rồi tổng chiều dài nó 35 nha, tới lưỡi cưa là khoảng 30 ha. Đó, còn tốt mình mới bán nha, còn mẻ là mình không có bán nha, để cho anh em cưa cành nhánh cây nhỏ. Rồi mã số 8 200.000 nha. Rồi số 9 cũng vậy luôn, cũng như vậy luôn, cũng như nhau. Cái cây này thì cũng như nhau nha mọi người. Đây nè, còn khá đẹp nha. Chung dạo này thì những anh khách đặt linh tinh nhiều khi quên quá trời luôn, chứ không phải là không quên, nhiều khi thấy video thấy hứng mua thôi, chứ còn đa số là những khách hàng mới thôi. Cộng thêm một lưỡi cưa nhuyễn nữa mọi người, này máy ra băng nha. Đây, rồi tổng thể chiều dài nó là khoảng 32 ha, tới lưỡi cưa là được khoảng 27, tới chót này đó ha, đường cưa được chắc khoảng 25 hơn ha. Đó, rồi cũng đồng giá 89 là 200.000 nha mọi người. Rồi nói chung cái này anh em về làm cán mình có thể cưa cây cưa kiểng nào được nha. Rồi số 9 200.000 nha, 89 200.000. Rồi nói chung mình cũng phải quay về 2 clip nha mọi người. Rất cảm ơn mọi người phải xem clip. Rồi xin hẹn gặp lại, rồi đón chờ cái clip thứ 2 của mình nữa nha.